thấy ở người bạn dẫn của mình là một người bạn rất là vui tính, cũng tương đối là hiền lành. Mình với Trang từ trước thì đã có sự gặp nhau từ trước rồi, đã quen nhau trong cùng một lớp học, và điều đó thì cũng làm cho mình với Trang có thêm tự tin để thể hiện vào phần thi bán kết của mình sắp tới. Tối ngày đêm ngày hôm qua mình ngủ mình đã nằm mơ là thế nào ngày hôm nay mình cũng sẽ bốc phải Minh Trang và hai đứa sẽ lên nói là xong Trang. Thì mình cảm thấy rất vui là khi hôm nay thì rất là bất ngờ, hai đứa cũng có quen nhau từ trước rồi, mình thấy là Trang là một người rất là vui tính và có lẽ là sự kết hợp này sẽ rất là ăn ý, mình hy vọng là như thế.